Tại bây giờ lực lượng cảnh sát đã đến và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm chiếc xe nơi nghi phạm Triệu Quân Sự đã bỏ trốn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, Triệu Quân Sự là một đối tượng được đánh giá là khá nguy hiểm khi đã liên tiếp gây án trong cái thời gian tẩu thoát. Đây là một trong những tăng vật mà xác định là Triệu Quân Sự đã trộm được để di chuyển. Thưa quý vị, thì đây là cái điểm chốt chặn phía dưới cùng của khu vực đèo Hải Vân hướng về Đà Nẵng. Thì khu vực này tập trung chốt chặn lực lượng rất là đông, từ cảnh sát cơ động đến quân đội. Và chúng ta có thể thấy đây là rất nhiều người tham gia chốt chặn tại chốt cuối cùng để bắt giữ trong trường hợp Triệu Quân Sự trốn về hướng Đà Nẵng. Và như chúng ta có thể thấy ở khu vực này thì có rất là nhiều chó nghiệp vụ đã được triển khai sẵn để tham gia vào nhiệm vụ truy dấu và truy đuổi phạm nhân Triệu Quân Sự. Thời tiết của khu vực Đà Nẵng ngày hôm nay tương đối là nắng nóng, cho nên việc mà phải trần mình ngoài trời để truy bắt của lực lượng là khá là vất vả. Tôi có thể thấy đây là những chú chó nghiệp vụ đã được điều động để tham gia nhiệm vụ này. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực đèo Hải Vân, nơi đối tượng Triệu Quân Sự được xác định là đã tẩu thoát. Và hiện tại thì có rất là nhiều lực lượng từ quân đội, công an và lực lượng biên phòng đang chia làm rất là nhiều chốt chặn tại khu vực đèo Hải Vân để truy bắt đối tượng Triệu Quân Sự. Thì cái việc chốt chặn và truy bắt thì được tiến hành từ chiều ngày hôm qua, sau khi phát hiện Triệu Quân Sự dùng xe máy chạy lên khu vực đèo Hải Vân. Tuy nhiên là sau một đêm vất vả và đến thời điểm hiện tại thì các lực lượng vẫn chưa tìm được tung tích của Triệu Quân Sự. Như chúng ta có thể thấy ở đây thì rất là nhiều xe của quân khu 5, cảnh sát cơ động, công an thành phố Đà Nẵng và các lực lượng quân đội, biên phòng và công an cũng đang rất là tích cực tìm kiếm. Ngoài lực lượng chốt chặn tại chỗ thì còn có những cái đội chuyên nghiệp hơn được tung lên trên khu vực rừng núi trên này để tham gia truy tìm. Tuy nhiên đến hiện tại thì vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của Triệu Quân Sự. Nhiều đồng chí tỏ ra mệt mỏi sau một đêm dài truy đuổi và đang được tạm nghỉ ngơi để thay ca. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được thì có một nhận định rằng có thể là phạm nhân Triệu Quân Sự sẽ đi đến khu vực Làng Vân dưới chân núi cạnh đường tàu. Và một tốp tìm kiếm đã được tổ chức để đi xuống khu vực Làng Vân truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự. Và chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất các cái kết quả trong cái đợt truy tìm này đến cho tất cả các bạn. Đến hiện tại thì các lực lượng phần nhiều đã xuống nghỉ chân tại khu vực đường lớn, và ngoài ra thì một số tốp khác vẫn đang còn tiếp tục truy đuổi phạm nhân Triệu Quân Sự.
cái này nó nhảy bám các cái to cuối đuôi có gì khó đâu. Thưa quý vị, đây là khu vực chân đèo Hải Vân, nơi được xác định vị trí là nơi xe của phạm nhân Triệu Quân Sự đã dừng lại và bỏ trốn lên khu vực rừng núi. Đây chính là chiếc xe của nghi can Triệu Quân Sự đã cướp được tại của một người dân tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Và khi Triệu Quân Sự điều khiển chiếc xe này đi đến khu vực của trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp thì đã bị lực lượng cảnh sát giao thông và kiểm soát quân sự khu vực chặn lại. Tuy nhiên là Triệu Quân Sự đã bỏ chạy, dùng chiếc xe này bỏ chạy, và khi vượt qua chốt chặn khoảng 2 km thì Triệu Quân Sự đã bỏ xe lại ven đường như thế này và tẩu thoát lên khu vực rừng núi. Khu vực rừng núi được xác định là nơi phát hiện Triệu Quân Sự tẩu thoát. Đây là khu vực chân đèo Hải Vân, và như quý vị có thể thấy thì khu vực này và hầu như toàn bộ đèo Hải Vân thì đều có các cái cây cối rất là rậm rạp, có những cây lớn và thực sự là không dễ để tìm kiếm khi phạm nhân lẩn trốn trong khu vực này. Chúng ta có thể thấy là các lực lượng chức năng thì luôn chốt chặn ở rất là nhiều điểm trên cái cung đường dài trên đèo Hải Vân. Đây là lực lượng chốt chặn tại đây là toàn cảnh điểm chốt chặn giữa khu vực đèo Hải Vân. Chúng ta có thể thấy là thời tiết của Đà Nẵng lúc này đang rất nắng nóng và các lực lượng tìm kiếm tương đối là vất vả. Thì ngoài các lực lượng được đưa xuống chốt chặn và tạm nghỉ ngơi thì nhiều đồng chí khác đã được huy động băng rừng xuống khu vực đường sắt ở Làng Vân và khu vực rừng núi ở phía trên để tiếp tục tìm kiếm Triệu Quân Sự. Cần phải nói thêm rằng Triệu Quân Sự là một nhân vật rất nguy hiểm, không chỉ bởi việc với tiền án đào ngũ giết người cướp tài sản mà còn bởi những cái hoạt động vượt ngục thành công, đến lần này là lần thứ hai, cũng như là liên tiếp gây án trên đường tẩu thoát bằng việc cướp một chiếc điện thoại di động của người dân tại Quảng Ngãi, trộm một chiếc xe gắn máy của một người dân tại Núi Thành, Quảng Nam. Và đây được xác định là một đối tượng nguy hiểm nên công tác truy tìm bắt giữ cũng phải hết sức cẩn trọng. Thưa quý vị, đây là con đường rừng dẫn xuống khu vực Làng Vân, nơi mà theo chúng tôi được biết cách đây khoảng 30 phút thì đã có một nhóm lực lượng hỗn hợp của công an, quân đội và biên phòng đã thâm nhập để tìm kiếm tung tích của phạm nhân Triệu Quân Sự. Nếu mà đi đường rừng này và xuống tiếp cận men theo đường tàu để đi ra khu vực Làng Vân thì bằng cách đi bộ tốn khoảng gần 2 giờ đồng hồ.
Và có lẽ là đến lúc này thì đội tìm kiếm đã xuống khu vực đường tàu rồi. Con đường này thì tương đối vắng vẻ, chỉ được người dân địa phương sử dụng để chăn thả gia súc và một số cán bộ gác ga đường sắt để Hải Vân dùng làm lối đi bộ. Bình thường thì rất là ít người qua lại khu vực này. Đây là khu vực còn tương đối, đường còn tương đối tốt. Một chốc nữa chúng ta sẽ đến khu vực sẽ có đường đi dốc hơn, nhiều đá hơn và khó di chuyển hơn. Việc phạm nhân lẩn trốn trong rừng điều rất khó khăn cho trong công tác tìm kiếm. Và thực sự phải nói là với địa hình của rừng núi Hải Vân thì nó rất là thuận lợi cho việc lẩn trốn. Cũng chỉ đợi xem lực lượng truy tìm sẽ lên phương án và bắt giữ được quân sự như thế nào. Thank you.